Tôi đã phải cách ly 25 ngày tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hào hứng và cảm thấy một trách nhiệm lớn trên cương vị là giám đốc kỹ thuật của VFF. Trong quá khứ tại câu lạc bộ Yokohama hay tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Hồng Kông, công việc chính của tôi là xây dựng các chương trình huấn luyện trẻ và đào tạo huấn luyện viên. Đó là cách để xây dựng một nền bóng đá. Với công việc lần này tại Việt Nam, tôi cũng sẽ làm những công việc tương tự như vậy, nhưng ở một tầm ảnh hưởng rộng hơn. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy một trách nhiệm lớn và hào hứng khi bắt đầu công việc này. Tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm của mình để có thể phát triển nền bóng đá trẻ ở Việt Nam trong tương lai. Tôi nghĩ là mình cần thêm thời gian để tìm hiểu về bóng đá Việt Nam. Những ấn tượng ban đầu của tôi về bóng đá Việt Nam là đất nước của các bạn, bóng đá là môn thể thao hàng đầu. Tôi có cơ hội theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam 2 năm trước. Sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên trong những chiếc áo đỏ hò reo trên đường phố. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy tại Nhật Bản. Vì thế nên tôi cho rằng, nếu so sánh với Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào khác tại châu Á, các cổ động viên Việt Nam là những người vô cùng yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Với vai trò là giám đốc kỹ thuật, tôi cần phải tham gia vào rất nhiều khía cạnh. Nếu chúng ta có Messi hay Ronaldo, chúng ta cũng có thể vô địch World Cup. Vì thế, để có được thành tích tốt, chúng ta cần có những cầu thủ tốt. Để làm được điều đó, chúng ta cần có những huấn luyện viên tốt, môi trường phát triển tốt. Điều đó có nghĩa là để có thể phát triển một nền bóng đá, chúng ta sẽ cần phát triển những khóa đào tạo huấn luyện viên, đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá phong trào. Đó là một kế hoạch dài hạn, chứ không phải ngay lập tức có thể thay đổi. Đây là một điều vô cùng quan trọng. May mắn là tôi đã tìm hiểu trước về nền văn hóa và cũng có nhiều bạn bè ở Việt Nam. Tôi nghĩ đó là lợi thế. Và tôi rất vui khi đang làm việc tại Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi sẽ làm, đó là giúp đỡ trong công tác đào tạo trẻ. Các cầu thủ đã làm việc với tôi thực sự tốt. Chỉ sau một tháng, những cầu thủ ấy đã tiến bộ khá nhiều. Có thể nói các cầu thủ ở Việt Nam có tiềm năng lớn. Và huấn luyện viên cũng vậy. Nói chung thì bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng. Và tôi coi đó là cơ hội để tôi hoàn thành tốt công việc. Trong vài tháng tới, tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm về bóng đá Việt Nam. Sau đó tiến hành các phân tích để có được cái nhìn rõ hơn về khả năng của các huấn luyện viên và các cầu thủ tại Việt Nam. Từ đó, tôi mới có thể hoạch định ra những kế hoạch cụ thể tiếp theo. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.